Dạ, xin chào toàn thể các anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Hôm nay thì em Sinh sẽ đi review cho anh chị mình xem một cái lô đất vườn nằm ngay trên cái trục đường bê tông này. Vị trí đất thì tọa lạc ngay xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đất thì nằm cách đường tỉnh lộ DT769 chỉ đúng 1,5 km thôi và cách khu công nghiệp Dầu Dây là 4 km. Vị trí này thì hàng xóm xung quanh đã về đây ở rồi, cũng tương đối chưa có được đông. Đất của mình thì xung quanh cái vị trí này á, hàng xóm người ta trồng vườn cây ăn trái và người ta làm trang trại chăn nuôi cũng rất là nhiều đó, cho nên anh chị nào có mục đích về làm vườn, về làm trang trại chăn nuôi hoặc là mình mua mình để dành thì mình tham khảo cái vị trí này nhé. Vị trí lô đất mà hôm nay em Sinh đi review thì có tổng diện tích là 5.000 m², nằm ngay trên trục đường bê tông này luôn. Và đường bê tông này á, là đường rộng 4 m, cách đường nhựa lớn chỉ đúng 500 m thôi. Chủ đang giao bán với mức giá cũng cực kỳ rẻ nha anh chị, chỉ có 550 triệu một sào thôi nha anh chị. Giá này còn có thương lượng một chút ít nữa nha anh chị. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì cùng em Sinh đi tìm hiểu cái lô đất này nhé. Thì đây anh chị ha, lô đất của mình thì nằm ngay vị trí này luôn nha anh chị. Lô đất thì gồm có hai sổ. Sổ thứ nhất là 3.000 m² và sổ thứ nhất bám mặt tiền đường bê tông này là được 44 m nha anh chị. Đó, thì nó bắt đầu thì cái cọc sắt này nha anh chị chạy dài xuống dưới kia là 44 m anh chị ha. Và chạy sâu vào á thì cũng từ cái hàng cọc này. Đây, từ cái hàng cọc này ha. Chạy sâu vào trong á, cái cạnh này là 63 m và cái cạnh bên kia chạy sâu vào á là 68 m anh chị nhá. Đó. Hậu của nó là 44 m nha anh chị. Cái sổ thứ hai á thì nó nằm ở phía trong ha. Cái sổ thứ hai á thì nó giáp với cái sổ này luôn. Anh chị mình có thể mở một con đường đi vào riêng cho cái sổ thứ hai cũng được, hoặc là anh chị mình để chung mình canh tác cũng được nha anh chị. Đó. Thì cái sổ thứ hai có tổng diện tích là 2.000 m² và ngang, chiều ngang của nó là được 41 m, chiều dài là 44 m. Cái hậu của cái sổ thứ hai là 49 m nha anh chị. Toàn bộ là đất sổ hồng riêng và đất trồng cây lâu năm hết. Vị trí này thì cũng đang quy hoạch là đất trồng cây lâu năm hết anh chị ha. Lô đất của mình thì quay về hướng đông, hướng mặt trời mọc anh chị nhé. Đây, hướng này là hướng mặt trời mọc ha. Đó, em Sinh đang đi quay về buổi sáng cho anh chị mình theo dõi. Xung quanh cái vị trí lô đất của mình thì hàng xóm đã tới đây ở cũng tương đối rất là nhiều anh chị nhé. Người ta tới đây, người ta xây bờ rào, sau đó là người ta trồng trọt, cũng có nhà thì chăn nuôi. Nhưng ngay cái vị trí lô đất của mình á, thì em thấy là chủ yếu hàng xóm tới đây là người ta trồng vườn cây ăn trái là nhiều anh chị nhé. Đó. Còn cái lô đất của mình á, thì hiện tại đang còn là đất trống và trên đất á, thì trước đây á, chủ người ta có trồng tre, trồng trúc như thế này anh chị nhé. Nhưng mà bây giờ á, vào mùa nắng không có người tưới á, cho nên là nó cũng héo khô hết rồi và người ta đang đốt đi đây nha anh chị. Đó, thì anh chị mình tới đây mình không canh tác thì mình có thể để như vậy hoặc là mình dọn sạch cũng được ha. Đó là tùy vào cái mục đích của mình. Đất á, thì nó cũng tương đối rất là bằng phẳng và nó thấp hơn mặt tiền đường một ít anh chị nhé. Đây, nó thấp hơn mặt tiền đường như thế này. Đó, thì mình có thể tới đây mình đổ đất thêm cho nó cao cái nền lên, hoặc là mình xây cái nền nhà mình đổ cao, còn làm vườn thì mình cứ để bình thường như những nhà hàng xóm ở xung quanh. Còn chất đất ở đây á là chất đất đỏ anh chị nhé, đất thịt đỏ. Đó, chất đất này thì cũng tương đối rất là tốt. Chất đất này á thì anh chị mình có thể làm vườn trồng trái cây như là trồng bưởi, trồng mít, trồng dừa. Đó, tùy vào cái mục đích của anh chị mình nhé. Còn đây, em Sinh đang tiến vào cái thửa thứ hai để em Sinh quay cho anh chị mình theo dõi nhé. Thì hiện tại cái thửa thứ hai á, chủ người ta cũng đang để trống nha anh chị. Cái thửa thứ hai á thì nó nằm sau cái mảnh em Sinh đang đi này ha. Đây, cái thửa thứ hai á thì nó thấp hơn cái thửa thứ nhất một ít nữa nha anh chị. Em Sinh vào, em Sinh quay thực tế cho anh chị mình theo dõi luôn. Được cái vị trí này thì nó cũng nằm rất là gần đường lớn,
cách đường lớn có 500m thôi và cách đường tỉnh lộ DT769 chỉ có 1,5 km thôi. Giao thông đi lại tương đối rất là thuận tiện. Đây, đây là cái thửa thứ hai của mình nha anh chị. Cái thửa thứ hai thì hiện tại cũng đang là đất trống á chị nhá. Đây ha. Và cái thửa thứ hai nó cũng hơi trũng so với cái thửa thứ nhất nhá. Đây. Đây là hướng nhìn ra ngoài đường nha anh chị. Đó. Hướng nhìn ra hướng đông ha. Vị trí đất ở đây á thì anh chị mình đi ra những cái tiện ích sống xung quanh cũng rất là gần ha. Anh chị mình di chuyển ra ngoài khu công nghiệp Dầu Dây là chỉ có 4 km thôi. À, di chuyển ra ngay chỗ ngã tư Dầu Dây á là 7 km. Anh chị mình di chuyển ra ngoài quốc lộ 1A ngay chỗ chợ Hưng Lộc là 5 km và di chuyển ra sân bay Long Thành là 20 km. Di chuyển lên thành phố Biên Hòa thì nó rơi vào là 30 km và di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào là 50 km nha anh chị. Đó. À, chủ đang ngộp cho nên bán với giá cũng cực kỳ rẻ, chỉ có 550 triệu một sào thôi. Giá này còn có thương lượng cho anh chị mình nữa nhá. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ gọi cho em Sinh theo cái số điện thoại là 0985 747 863 thì em Sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem đất và xem vườn thực tế ha. À, bây giờ thì em Sinh sẽ bay một khúc live cam ở trên cao. À, sau đó em Sinh sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái thông tin quy hoạch và cái vị trí map của cái lô đất này nhé. Dạ, anh chị cùng em Sinh quan sát trên màn hình ha. Thì đây là cái vị trí lô đất vườn mà em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem. Thì cái vị trí lô đất của mình gồm có hai sổ nha anh chị. Sổ thứ nhất là bán mặt tiền đường bê tông ở phía ngoài, còn sổ thứ hai thì nó nằm ở trong ha. Nói chung hai sổ thì sổ nào cũng tương đối rất là vuông vức. Và ngay tại cái vị trí lô đất của mình á, thì hàng xóm xung quanh ở phía trước và ở phía sau á, thì người ta đều trồng những cái vườn bưởi nhìn rất là xanh tươi ha. Ở bên trái nữa, ngay tại cái vị trí lô đất của mình thì xung quanh hàng xóm cũng đã tới đây an cư lạc nghiệp cũng tương đối rất là đông. Và cách cái vị trí lô đất của mình chỉ tầm khoảng 5-70m thôi. Thì em Sinh quan sát trên màn hình là có rất là nhiều trang trại chăn nuôi heo nha anh chị. Đó, vị trí ở đây thì xung quanh hàng xóm chăn nuôi và trồng trọt cũng rất là nhiều. Nên anh chị nào mà mình có nhu cầu mình mua về đây mình chăn nuôi hoặc là mình trồng trọt sản xuất á, thì mình tham khảo cái vị trí này nhé. Tại vì đất của mình á, thì nó cũng nằm trên trục đường bê tông và trục đường này thì sau này cũng là trục đường thông. Và cái vị trí này anh chị mình di chuyển ra ngoài đường nhựa lớn nó cũng rất là gần. Chỉ có tầm khoảng 500m thôi. Và 1,5 km là anh chị mình sẽ di chuyển ra ngay chỗ đường tỉnh lộ DT769 ha. Cũng rất là gần khu công nghiệp Dầu Dây. Đó, giá thành chủ đang giao bán thì cũng rất là rẻ. Chỉ có 550 triệu một sào thôi. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ gọi cho em Sinh nhé. Dạ, đây là cái vị trí quy hoạch của cái lô đất vườn mà em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem nhé. Ở đây thì gồm có hai thửa ha. Thửa thứ nhất là tờ 16, thửa 208. Với tổng diện tích là 3.009 m². Cái thửa thứ hai là tờ 20, thửa 269 với tổng diện tích là 2.002 m² nha anh chị. Toàn bộ là đất trồng cây lâu năm và cái quy hoạch ở đây cũng là quy hoạch đất trồng cây lâu năm luôn anh chị nhé. Đất của mình thì nó nằm sát bên cái quy hoạch Phủ Hồng hết rồi ha. Xung quanh ở bên là quy hoạch Phủ Hồng hết. Giờ anh chị cùng em Sinh quan sát trên cái bản đồ vệ tinh nhé. Thì đây là cái vị trí lô đất vườn mà em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem nhé. Thì anh chị mình quan sát cũng có thể thấy là xung quanh này, những cái vườn bưởi này, rất là xanh tươi ha. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều trang trại nuôi heo anh chị nhé. Từ cái vị trí lô đất của mình mà đi ra ngoài đường nhựa lớn, DT769 á, là 1,6 km nha anh chị. Ra ngoài DT769 thì tiện ích sống xung quanh là đầy đủ anh chị nhé. Anh chị mình ra DT769 sẽ trái lên là khu công nghiệp Dầu Dây ha. Thì bây giờ em Sinh sẽ đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất ra ngoài khu công nghiệp Dầu Dây nhé. Đây. Từ đất ra khu công nghiệp Dầu Dây là 3,8 km nha anh chị. Thời gian anh chị mình di chuyển thì chỉ tầm khoảng 10 phút đồng hồ thôi ha. Rất là gần luôn. Bây giờ thì em Sinh sẽ đo từ vị trí đất mà ra ngã tư Dầu Dây để anh chị mình theo dõi ha. Đây là trung tâm của huyện Thống Nhất luôn nha anh chị. Đó, từ vị trí đất ra ngã tư Dầu Dây á, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 7 km thôi. Nhưng mà đây nó hơi xích xích một xíu. Em Sinh đo lại cho anh chị mình này. Đây, em
em xin đặt đây thôi, nó khỏi bị vòng đường ha. 7,5 km nha anh chị. Và Đó. chỉ tầm khoảng 8,5 km thôi là anh chị mình sẽ di chuyển lên cái điểm lên cao tốc Dầu Giây đi thành phố Hồ Chí Minh và Dầu Giây đi Phan Thiết ha. Rồi, vị trí này thì nó cũng nằm rất là gần sân bay Long Thành. Thì bây giờ em xin sẽ chọn cho anh chị mình cái vị trí đất đến sân bay Long Thành luôn ha. Thì anh chị mình cứ chạy thẳng đường DT25 hay gọi là đường DT769. Sau đó là mình sẽ trái sang bên này ha. Đây là cổng vào sân bay Long Thành nha anh chị. Thì nó chỉ rơi vào là 21 km thôi. Nói chung cái khoảng cách cũng tương đối rất là gần. Và bây giờ thì em xin sẽ đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất lên những cái thành phố lớn. Em xin chọn thành phố Biên Hòa và cái điểm đến là công viên văn hóa 30 tháng 4 nha anh chị. Nó chỉ rơi vào là 31 km thôi. Thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ ha. Một cái điểm nữa em xin sẽ chọn cho anh chị mình đó là công viên văn hóa Suối Tiên của thành phố Thủ Đức nha anh chị. Cái khoảng cách của nó là 44 km và thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng đồng hồ ha. Anh chị mình có thể thuận tiện di chuyển theo quốc lộ 1A hoặc là di chuyển theo cao tốc đều được ha. Đó, vị trí này thì chủ đang cần tiền nên là bán nhanh với mức giá là 550 triệu một sào. Giá này thì có thương lượng nữa. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ gọi cho em Sinh theo cái số điện thoại là 0985 747 863. Em Sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem đất thực tế nhé. Cảm ơn các chị đã quan tâm và theo dõi hết video. Em Sinh xin chào ạ. À.